ແລະໂດຍອັນນີ້ບໍ່ເນາະອັນທີ່ຕະກາຍດາຄູທີ່ຍောက်ຊິຈານເລີຍທີ່ເດດໂຕຈາກຫມູ່ລົງແມ່ຊິນຍາເລີຍເດທີ່ຟົນນໍເບີເລີຍກູຕິນໃນປີດາຄູຊິມາວ່າເຈົ້າລົງແຮງຊັດເລີຍທີ່ຟົນນໍເບີເລີຍກູແບບອັນນີ້ແດ່ທີ່ປີດອຍໍເດເຈົ້າມາຈ້ອງເລີຍເບີເລີຍກູຊິເລີຍຕ້ອງລະດາຜິດເດດໂຕຈາກແມ່ຊິໂດນີ້ເລີຍເບີກູອັນຊົງແຜດປີດອບໍເນາະຍົງຈີນາລີ້ເມີເລີຍຍົງຈີວ
nhất định như thế bọn nó lâu gần như thế từ khi bà đấy rồi cho nó nên này cho nó cố cho nó lấy về tiền bây giờ ham ăn khăm ăn đấy nhá rồi mấy xíu rồi nên này cho nó thì mà cái này đôi chân này xuống ấy yo sang này này xin xin sang abi hòa abi lục về bây giờ thì giao bảo anh chị thằng chết thằng bảo anh chị thằng chết abi hòa giá sinh mệnh tiền của má mấy xíu rồi cả thu đa đồ là không đã mua lại cho nó rồi anh em tiền là mấy xíu rồi là không bọn nó mì đủ mà số khuôn thằng cho bố đã cả sao bây giờ công sinh ngã cái nó tiền bây giờ bị bại đấy nhá rồi ngã đông cho bố số sinh rồi công sinh sao cái nó ngã đông này ngã đông ở thằng bọn nó bây giờ tôi này tôi đây thằng xuống nó thu đa về phía bên đưa gì bọn nó cho nó giao tiền này mấy giống như bây giờ công viên ra tình như này mấy chị xin nó bố vừa cây đấy á, bây giờ mình nói, giống như nhà nhà thì lúc đó, nhà cái nông lý là lên bé mấy chị luôn nên là ta sẽ để sẵn này rồi sau đó thì nó tu bị vào lịch sử để cho cháu nó, rồi đó mấy chị luôn nên là, giờ ta đang mua giống như công viên xí nhà cái nông số bây giờ tu bị ra khi để cho thu ra thì rồi lên bé bé mà ta thu nhỉ công viên bên này bây giờ nó ta đang mua rồi ta đang mua tiền thu à mấy, rồi cho nó xí mà giờ ta đang mua thu mà rồi mấy chị luôn ta công viên xí nhà cái nông bên bây giờ bị lỗ bây giờ khi để cho ta đang mua thu nhỉ mấy chị luôn ta xí thằng chơi ở đây thì biên lai yashi này bọn nó, ở đâu cái này mà thôi thằng nào bên Messi luôn này, bên Comerson biên lai yashi này, biên cái này là thôi là cái luôn Messi luôn bao gồm cái gì xuống này, bao gì đó, Comerson đó, năm nhiêu luôn Messi luôn này, năm nhiêu ở chỗ khán giả quen lai yashi mà chụp ảnh được nhá, ở đâu xem người ta đấy, bọn nó lấy được lâu cái gì này xuống này, bọn nó cho nó, rồi dùng chỉ mua biên hòa suy soạn này, cái gì dùng chỉ soạn sẽ được lâu cái người ra bài đấy, rồi cho nó thì nhà cái này biểu lại bài được nhá, ở đâu nhân này khi đặt ra sách lịch cục giao dịch này, cho nó ra lấy của lại miếng thẻ rồi lịch giao dịch cho nó mấy xíu nhà luôn đó, đi này đi ra tiền mà ba. Ví dụ như người sử dụng cái gì đó mới xem là sử dụng được cái mồ lũ lông hoa giống như sách tham mua gì hoa này, cái áo sơ mi là lông ngắn là cái lông ngắn mà đấy, được cái nó chỉ nhà cái được chưa mà được nhá. Rồi nhân này cái lý này có được đâu sai mà, nhân này cái lý này có được đâu sai mà chờ đó. Rồi bà lũ lấy giá trị ra để số thấy gì nên là số không nên lấy thì đông lông bao nhiêu nó, thì đông lông bao này đó đông xiềng ngã thấy gì vậy? Đông xiềng ngã thấy cái gì đó thì má đông thấy gì số ví dụ xem này đó, bây giờ nấu bây làm được nó nấu bây cái giá đó. Chỉ còn nga thì đông lông bao này quá thì đông lông bao này đó nếu còn lấy nào bây giờ đấy giờ đến nếu còn lấy nào bây giờ này thế thì nó thì mà còn nào bây số vì xin nào phải được giao đông thấy còn bây này đông còn số vì đó thế được quả cao ao này bọn nó thế được quả chỉ thi hành mà thoát khỏi được bọn nó được quả cao nào mẫu bảo nhá lấy chồng nga thì đông lông bao này đó nào thế được nghe ngã đầu nhà đông thấy gì giờ đấy giờ đi thấy gì cả đấy thì nó thì mà đầu nhà thấy gì số vì đó xin đấy bây giờ nào bây mà giờ lấy về đông chào đầu nhà thì đông lông bao nó cô lấy chào bây giờ đấy là đi cô lên sáu bảy nẻo lên cho nó đi mà sáu bảy số video xin này phải được đặt đông nhà thấy sáu bảy nẻo đông nhà sáu số video tôi được qua xin về được không ạ? Đó là bên chỉ vi nào thay được bên nào thay được bên mà lại về lê nga lê đi đông long bao lại đấy đi đông long bao lại đó lê cô nẻ thấy gì nhà mẹ bây giờ nào bây giờ được không? Nào bây giờ giờ đó sáu sáu nẻ đi đông long bao này đi đông long bao lại đó lê cô nẻ nào bây lê cô nẻ nào bây giờ lại cho nó đi mà lấy con này thấy gì này cho nó mà cô thấy gì quên này đó lấy con này nào bây này đấy lấy bây từ lòng quên này phải là tại sao cô thấy lấy bây này cô lấy số gì đó thế được quả cáo xin này số đó cho nó thì mà tông con thì mà tông nhà chợ thì mà cô lấy quá thì luôn luôn lấy để thế tông tông chuyện tháo sập lấy quên là để ao là để bỏ nó đó thì đó sai cái lý giải sao bị đó bây mà số nó ngã tông nhà thì tông nó bỏ lại cho ngã tông nhà tông thấy gì nhà mẹ ví dụ như nào bây làm được bỏ nó nào bây giờ bây làm được số đó mới còn tiện thì tông nó bỏ lại cho tông nhà ngã còn số này bây giờ được bỏ nó đó mình đã kiếm mà giờ nhân đề kiếm mà giờ bố xài cái đó ba mươi ba đấy, đó bố ở đó tiền làm là thay làm là thì vào đi đó, mình này đi đâu bố nó, sang gì mà anh đi thay đi đâu tiền đi đấy, cái này thì đại mấy rồi nó ngã dễ ngã ngã này ngã khó xịn đấy, đông nhà ngã này đông nhà khó xịn ba mấy, đông dễ đông ngã này đông khó xịn đấy thì cái này đi cố quá xịn mà bố nó, ở đó sai bài đi giờ đó thay lấy bên nhân đề kiếm mà thế cô bé thoát xịp bây giờ nó xài bánh đi nhà đó thế cô xài cái này đi bộ xài bánh thấy gì nên là xoay nó ngã thấy gì của bố bị đó à đá đấy bây giờ thông xài lê đai mê cho nó cả bây giờ này là anh này chụp bị bạc phía đại giáo bây giờ anh này gặp lê giá trị thả lên xoay lê của xe bị đọc giá đi bộ nó cô đông nghệ thì đông lông bao nữa thì đông lông bao nữa bá giá đấy xuống xuống lê bệnh bộ nó lê giá đấy xuống lê bệnh rồi cho nó đi mà thoát cái này cái này ngã ở đi mà tông nhà chào đồng phía đại bộ nó đi mà ngã đầu nhà đông thấy gì à đi mà ngã thấy được lông sen này đó cô lê chào bây giờ đi mà cô bây được lông sen nào phía đây đây chào đi mà ba cái này rồi ngã cô sửa được quạt thắt cái đó bọn nó giờ đi mà lê bây giờ bây giờ ao này bọn nó ngã cô sửa lê bây ao này bây giờ chào chào để thì đông nó bao nó ba nhà này rồi
đông nhà đấy, ở đó đông bảy, thoát cái đấy cái này nó cô ly phi đấy, đó đông bảy ao này, không không cô thì đông long bông này đó đấy, ba bảy nhà này xuống, đông bảy nhà đấy, rồi đi đó sai cái này nhà cho nó rồi thì má, đông bảy này cái gì đấy cái này xuống, đông sáu xuống đấy quạt tuổi mấy, nấu thay cho nó, ở đây bạn thấy gì anh ngáo, vừa chơi được cái gì đó cháu, mấy xíu rồi đấy, ngáo sáu xíu rồi quạt tuổi cũng vừa chơi bị lại bài đấy, ở đó ngáo sáu xíu rồi cho nó xin mà mua cái đồ bọn nó, mua cái này mình lại tiền hà đấy, nhiều em bọn nó tiền này mấy xíu rồi xí đấy, bị ngáo sáu xíu rồi mua cái này ngáo lấy hộ gì nào. Mỗi tháng mấy sự mỗi cái này tham gia lấy xí đại phi được là giàu nhân nào đó bọn nó nhân mà thì cái này thua là cái nó đang chạy lồng mấy bọn nhá rồi ở đây dù đấy vô sai khi vô đấy trên đây đây xuống nó cho nó bảo đảm nên nhân này khi mà nó nhân mình này khi mà nó thay vì mấy sự đại cái giá gì đó mà đấy cho nó anh này đó alo tôi cũng mà chuyên chạy mà tham gia mấy sự về ao qua cái mà sa chạy bằng thay vì mà sa alo cũng nhau với bị thay đổi đại cho alo bao gồm người ở thu nhỏ lên mà đấy thằng nhá rồi xin anh em nhau với bị đại cái đấy đó mấy sự anh này bọn nó đi đây tôi sai khi đại cho cô chị là mấy sự nhà alo mà anh này vô đấy thì alo đã thay này lên mấy rồi cho nó nên là đi cái này đi vào trong chỉ bài được không nhá cho nó ama khai này được khu rồi cho nó xin là tôi thì cái này là thôi nó yêu xa được thì cho nó ama khai này nhé vì như cho nó yêu lên về chia sẻ ra đi vào này yêu lúc bây giờ xóa đi cái ama khai này vào được không nhá vì như comment gì bây giờ xóa đi của lên về khoảng nào cho vui sao cả xa bây giờ comment gì bây giờ xóa đi của lên về cho nó ama khai này vào được không nhá rồi ama khai này là lúc bây giờ nó được khai được rồi ama khai này hôm nay cho nó được khai này xin giảm vào được không nhá đây là cái nó mình đang thêm mà xuống cho chúng ta đi cái này thôi cho nên mình xem nhau được rồi đó sau này nó xem mình thì mình đang thêm mà cái này thôi chuyện gì xí ba mấy nhân đi cái mà xuống là đâu này đi xem mình thì cái này thôi chuyện gì xí đại thì đại trong mới xí được nên là bố nó giống như sách trang một như hoàn đấy mà mình cái lúc anh chuyện đấy mà mình cái lúc đại biểu sang là xuống là tôi điểm như là cái ấy bài văn là bài phiền đấy đông nhà cô sĩ cô còn cho xem mình này cô còn về thì bài văn là bài cổ đã thì cha này giống như mua xí xóa sẽ để lại bá luôn cho nên là đi nhà này phải khó bài được không nhá anh luôn lên về sẽ xem về chỉ chụp về nhà để mới xem nhà thì học chuyện gì thì học chuyện gì anh cố thì nhà này thu về chỉ chụp được xí bài được không nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.